Anh em nha, bây giờ bắt đầu lên máy về Bình Định luôn nha. Máy này thì làm sơ sơ như nãy giờ vậy đó, chứ không có làm nhiều. Bây giờ bên em còn kẹt tới 7-8 chiếc đang làm cho khách lận. Này chói này tối rồi nè. Rồi giờ sang xe lên đây. Rồi xong, cảm ơn em nhiều nha. Vậy là đã lên máy hoàn thành rồi đó. Rồi cảm ơn em. Rồi khách đang lưu như này. Rồi khách chọn con này như nè, giờ con này về luôn chứ không có bảo dưỡng, chỉ có làm sơ sơ thay bánh tăng này nọ thôi. Đó. Đây, con này 95 luôn. Số đẹp. Mình sáng sớm khách mới vô luôn. Máy này tiếp tục nha anh em, đây là khách đây ha, đây khách giờ sáng sớm mới lựa xong, đó, nhìn luôn, đó, bộ dưới hải quan rồi dán ở chân ha, đó, giờ đang tiếp tục làm sơ sơ cho khách đây anh em, đó. Này làm nhanh nha anh em. Ê, hai container chứ của máy gạch và liên hợp có tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cái địa chỉ của công ty mình ha là ở 167 quốc lộ 53 huyện Đông Hồ tỉnh Vĩnh Long á, người ta có số điện thoại. Thì công ty mình thì cách bệnh viện đa khoa khoảng chừng 800m ha, là phía bên đó tòa nhà trắng trắng kìa, xa xa kìa ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha.